hết, có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu. Và đặc biệt là nữa là MV này thì có được những cảnh quay mà không thể nào mình chèn gì vô được đó. Và Huy mong muốn là sản phẩm gì này của Huy phải là do chính bàn tay của ekip mình nhào nặn ra, và mình phải có trách nhiệm với sản phẩm này và làm cho nó thật là tốt nhất, và đặc biệt là nó sạch từ đầu đến cuối, và mọi người coi sẽ cảm thấy thoải mái và tận hưởng nó. Hồi nãy thì bạn có nhắc về các vị khách mời sẽ xuất hiện trong MV Truyền Thái Y. Cụ thể đó là những vị khách mời nào? Cụ thể về những nhân vật sẽ xuất hiện trong MV, bao nhiêu nhân vật? 4 nhân vật. 4 nhân vật. Hiện tại 4 nhân vật đó đang có mặt ở buổi tiệc ngày hôm nay không? 4 nhân vật đó chỉ có 2 nhân vật xuất hiện. Còn 2 nhân vật kia đang chạy show. Cuộc sống mưu sinh mà. Đó. Và chuẩn bị tới bây giờ, đó là thứ nhất là Huy Niên đây cũng chắc là bí mọi người luôn rồi. Đó chính là gửi lời cảm ơn với những nhân vật đã có mặt ở đây ngày hôm nay trước. Cảm ơn Dự Yêu đó, bé Bảo Bảo. Anh chàng lực lượng đô con 1m9 Maxim. Đâu rồi anh Phan rồi? Yeah. Kiểu như là mình sẽ dựa hơi mọi người, nhưng mà nó không phải như vậy. Bởi vì kể cả là Huy hay là Jun hay là Bảo Bảo, là anh Vinh, anh Thành hoặc là Lan Ngọc, Phát thì đều là những người bạn với nhau hết. Và trong những MV, những sản phẩm của bất kỳ thành viên nào trong Dậy Trời Chi, thì nếu mà bản thân Huy hỗ trợ được hết mình, Huy sẽ làm mọi thứ có thể để mình có thể hỗ trợ được bạn đó. Và đây giống như là một cái kỷ niệm mình lưu lại những khoảnh khắc với nhau. Sau này mình về già mình coi lại, ngày xưa mình cũng có những huynh đệ đó thức trắng đêm cùng mình, hoặc là những sản phẩm nhạc mình coi là mình cảm thấy rất là tự hào, bởi vì là mình đã có được những sự hỗ trợ rất là may mắn của những người bạn này. Và đây là những cái kỷ niệm mà Huy sẽ giữ. Còn sau này, kể cả sau này nữa, thì những sản phẩm sắp tới những thành viên trong Dậy Trời Chi đều sẽ có sự hỗ trợ rất là hết mình vì những thành viên còn lại. Chắc là em mới mời được có 4 người, dự định của em là mời đến 10 người lần. Tại vì do bé Bình của em cũng chạy show nhiều, do này cách xe tăng, event tới nhiều. Rồi mọi người thì cũng có công việc riêng, nên mình đến cho MV này Huy không hội tụ tập hết những anh em trong Chạy Đi Giải Trí được. Nhưng mà cũng may mắn là có sự tham gia những diễn viên khác, những anh chàng lần đầu tiên xuất hiện như màn ảnh, giống như là Max Siêu đó, chị Gia Bảo Vệ. Mà nhập vai ghê chứ, cái khúc cuối như là đá thiệt đó. Đá thiệt. Đá thiệt. Làm nhạc. Cũng kêu sửa mấy lần. Wow chứ. Đó, bao nhiêu sự căm tức là trong cảnh đó là diễn hết. Rất là hay, có cảm ơn bác Siêu. Và hy vọng là trong MV sau Huy sẽ có được ý tưởng nó đặc biệt hơn nữa, và sẽ có được nhiều cảnh quay thú vị hơn nữa. Và cái thứ hai là trong diễn xuất, thì khi mà em bắt đầu lấn thân vào âm nhạc thì ít ai biết là em có máu khùng. Cũng lầy lội và không bất chấp hình tượng, thì trong MV kỳ này thì em vẫn hướng đầu tiên là về ca sĩ và giai điệu bài hát và ca từ trước, sau đó là về diễn xuất sau. Diễn xuất là một cái sự bổ trợ rất là tốt của em, bởi vì khi mà có được cái sự không bình thường trong nghề thì hỗ trợ rất là nhiều em, kể cả trong công việc gì cũng vậy. Chiều kinh doanh khi mất bình thường thì nó sẽ lỗ. Còn bây giờ thì trong những cái khác thì em rất mừng, phải giữ cái đầu lạnh đó. Thì em thấy nó rất bổ trợ rất là nhiều. Thì trong MC, kể cả diễn xuất và ca hát, thì em rất mong muốn là mọi người thoải mái để mà coi em diễn. Thì đây là một cái thế mạnh của em, và em mong muốn là cái sản phẩm sau này của mình cũng vậy, là mang đến cho khán giả của mình cái sự thoải mái, vui vẻ và tận hưởng nó sau một cái ngày mình làm việc và học tập. Đó, nghe nhạc và vui, cười và hát theo mơ là điều em vui nhất đó. Khán giả cũng đã quen với tính cách của anh như vậy, thì cái MV lần này anh có sợ là khán giả sẽ bị nhạt khi thấy anh coi cái MV này không ạ? À không, bởi vì là Huy cũng rất là sợ khi mình lặp lại một khuôn mẫu, một cái vai diễn nào đó của Huy. Vì thế là kể cả trong điện ảnh cũng vậy, bây giờ em ít nhận phim bởi vì thường là người ta mời những cái vai nó thiên hướng về cá tính khá mạnh, linh hoạt,
và không có thẳng cho lắm. Tại mọi người nhìn vào em thì nên vì thế là lý do anh tập cho cơ em lên. Và nó đang bắt đầu chớm nở. Cơ em bắt đầu chớm nở. Còn MV kỳ này Huy rất là tự tin, bởi vì là trong những cái nhân vật mà Huy biến hóa thì có mấy nhân vật trong mỗi một phân đoạn nó đều có một cái nét gì khác nhau. Kể cả khi mà gặp BB đầu tiên thì nét khác, gặp Mama tổng quản Trương Đại Dinh là nét khác, rồi qua tới Jun thì là nét khác. Vì thế là trong MV này có thể nói là nó đa dạng về nhân vật, và ngoài ra nó không phải là cái kiểu ngày xưa của Huy, tức là diễn những vai diễn đó. Vì thế là Huy rất là tự tin vào vai diễn kỳ này, nó sẽ mang một màu sắc mới. Và ngoài ra thì em có thêm một cái dựa muối là những nhân vật trong MV này, những camera trong MV này diễn rất là tốt, và đều có mỗi người có một cái không gian diễn riêng, vì thế nó sẽ không gây cảm giác nhàm chán người xem. Đó là những điều em vừa gắm cho MV này.